Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lê Thanh Hải lập liên minh chống đỡ nhóm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên. Phải nói ông Lê Thanh Hải là một con người và là một con cá bự. Chỉ riêng với Tất Thành Cang, một thuộc hạ của Lê Thanh Hải thôi thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đành bất lực. Ông phải đợi khi bổ nhiệm Nguyễn Văn Nên và làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì mới có thể thực hiện được. Đến nỗi mất 2 năm, ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm bắt em trai ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng mang ra Hà Nội khai thác cũng không ăn thua gì. Và mới đây, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đã rảnh tay sau đại hội lần thứ 73, thì ông đã cho báo chí réo tên ông Lê Thanh Hải. Việc làm đó được hiểu là phát súng lệnh mà ông Nguyễn Phú Trọng phát động. Được biết, khi mới về nắm chức bí thư thành ủy chưa được bao lâu, thì bản thân chưa có chức ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Nguyễn Văn Nên đã phát biểu mạnh miệng trên mặt báo mà người ta cho rằng đó là lời tuyên chiến với thế lực ngầm tại Sài Gòn. Mà cụ thể người đứng đầu là nhóm ông Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải một khúc củi lớn. Khi bắt cá, tất nhiên là bắt con cá dễ bắt trước, sau đó mới tìm lưới, tìm phương tiện, tìm đủ người thì người ta sẽ săn bắt con cá bự. Ông Nguyễn Văn Nên đã bắt Tất Thành Cang trong lúc ông ta đang là ủy viên Trung ương Đảng. Nghĩa là ông Nguyễn Văn Nên là đương kim ủy viên Trung ương Đảng cho bắt một cựu ủy viên Trung ương Đảng. Một thành tích đáng nể của ông bí thư thành ủy người gốc Tây Ninh này. Như vậy, đến hôm nay, khi mà ông Nguyễn Văn Nên đã vào được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã trao cho ông quyền lực lớn hơn, thì ắt ông Nguyễn Văn Nên cần phải có trách nhiệm cao hơn và cần có thành tích cũng lớn hơn. Ông Nên cần phải bắt bằng được Lê Thanh Hải. Đó là cái giá cho chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị và bí thư thành ủy Sài Gòn đầy quyền lực của ông. Ông Nguyễn Văn Nên đã nói, đã tham nhũng không có cái nào là vặt cả. Vào ngày 23 tháng 11, ông Nguyễn Văn Nên đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh tới tổ chức tiếp xúc với cử tri đơn vị 4 gồm quận 5, quận 10 và quận 11. Trong đoàn này có ông Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đứng trước đông đảo cử tri và quan chức, ông Nên đã nói rằng, đã tham nhũng không có cái nào là vặt. Đáp lại là cử tri phản ánh là cần phải giải quyết những vụ án tham nhũng lớn như là Song Kiếm Hợp Bích, kẻ nói người trả lời, ông Nguyễn Văn Nên đã khẳng định. Sống là để cống hiến, cho nên làm việc ở đâu, việc gì đều phải ra sức hết mình. Sau cùng, ông Nên có cảm ơn và nói rằng các ý kiến có tâm, có tầm, rất sâu sát, quan tâm đã gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội của cử tri và xin lắng nghe, tiếp thu, chân thành và có trách nhiệm xử lý vấn đề có liên quan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên họp cử tri đơn vị số 4. Đây được cho là hành động mới mà giới quan sát đánh giá là ông Nguyễn Văn Nên đang ám chỉ đến những người liên quan đến đại án tham nhũng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là đại án Thủ Thiêm. Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng hành động, ông cho bắt Tất Thành Cang thật. Và tiếp theo là đến Hội nghị Trung ương 14, rồi đến 15, rồi đến Đại hội Đảng và ông Nguyễn Văn Nên đã tạm dừng việc bắt bớ trở lại. Nói về tham nhũng vặt, ông Nguyễn Văn Nên nói rằng, tham nhũng vặt là cách nói dễ hiểu, chứ đã tham nhũng thì không có cái nào là vặt cả. Giá trị của nhân phẩm, hành vi, giá trị đồng tiền trong tay ai, chúng ta khó nói có cái nào lớn, cái nào nhỏ. Với người giàu 100 triệu không lớn, nhưng với người khó khăn thì 1 triệu đã là quá lớn. Thực sự nếu đã tham nhũng thì hầu hết những tham nhũng hàng trăm, hàng tỷ đồng hay hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ riêng 12 km đường nội đô ở khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chi phí đã hết 1.000 tỷ đồng 1 km. Con đường mà người dân gọi châm biếm là con đường dát vàng. Nếu không có những tham nhũng vặt thì tham nhũng gộc. Có lẽ tham nhũng gộc đắt nhất thành phố Hồ Chí Minh chính là ông Lê Thanh Hải cùng với một số cựu quan chức dưới thời ông như Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa. Tên của ông Lê Thanh Hải là nỗi căm phẫn của những người dân Thủ Thiêm nói riêng mà người dân cả nước nói chung. Cần phải có một ai đó thực thi công lý, chứ không thể nào để con người đã gây bao đau thương mất mát cho bà con Thủ Thiêm
sống nhởn nhơ như không có điều gì xảy ra. Cần phải có công lý, dù rằng đây là thứ công lý ăn theo sự đấu đá nội bộ với nhau trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nỗi oan của người dân Thủ Thiêm đã gánh chịu 20 năm qua, như thế là đã quá đủ. Tuy nhiên, vì bản chất của hệ thống tư pháp là công cụ của Đảng Cộng sản, nên tòa án không bao giờ có thể điều tra độc lập và phải cần một thế lực thật mạnh. Tuy nhiên, phải mạnh đến mức nào đó thì mới quật ngã được ông Lê Thanh Hải và những cựu quan chức dưới thời ông Hải là vấn đề hết sức nan giải. Vì vậy, việc đưa được ông Lê Thanh Hải ra tòa là một vấn đề nan giải cho Liên minh Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên. Mấu chốt của vụ án là Tất Thành Cang. Vấn đề bây giờ là Nguyễn Văn Nên đã khai thác được Tất Thành Cang hay chưa? Hay là vẫn bế tắc như khai thác ông Lê Tấn Hùng? Đó là vấn đề lớn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đang ngắm hai người này. Lê Thanh Hải là người đã lãnh đạo rất lâu năm tại thành phố lớn nhất đất nước. Giờ đây không biết trong công an thành phố có bao nhiêu người là người của ông Lê Thanh Hải cải cắm trở lại. Bài học về vụ án Nhật Cường Mobile còn đó, chính người của Bộ Công an lại làm việc cho bị can Nguyễn Đức Trung. May mà Bộ Công an có người phát hiện kịp, chứ không phát hiện thì người ta đã không thể phá nổi vụ án này rồi. Thông thường đã leo đến chức lãnh đạo thành phố thì không thể là tham nhũng vặt được. Chắc chắn là tham nhũng gộc, dù cho đó là Tất Thành Cang hay Lê Thanh Hải. Mà tham nhũng càng gộc thì chức càng cao, mà chức càng cao thì thế lực càng mạnh. Vậy nên sẽ không dễ để đánh bại được ông Lê Thanh Hải. Và liên minh những cựu quan chức sai phạm là những ai? Trong nhóm lợi ích tranh giành quyền lực, liên minh là một cách tăng cường sức mạnh thì tương tự như vậy, khả năng cao là Lê Thanh Hải cũng phải trò liên minh với ai đó. Tuy nhiên, liên minh với ai mới là quan trọng. Trước mắt giữa Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua là hai người cùng chịu chung cảnh ngộ, thì điều trước tiên là ba người này rất có thể sẽ liên minh với nhau trong vấn đề đối phó với cơ quan điều tra. Được biết, khi còn là tại chức thì bộ ba này cũng đã liên minh để gây nên những sai phạm động trời ở Thủ Thiêm. Thì nay liên minh lại để chống đỡ phe tấn công, tại sao lại không? Thực chất dù là quyền chính thức nhưng quyền lực ngầm của ba nhân vật này vẫn còn ít nhiều chứ không thể mất đi. Nếu không có quyền lực ngầm thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt ba người này từ lâu rồi. Ngày 27 tháng 12 năm 2005 khi đó, ông Nguyễn Văn Đua, khi đó cũng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, được người ta ví như vua không ngài, nghĩa là ông có chức nhỏ nhưng lại lạm quyền rất lớn khi đã đặt bút ký quyết định 6 năm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Văn Đua không chỉ cả gan điều chỉnh quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà còn dám ghi trong điều 2 của quyết định 6565 như thế này. Quyết định này thay thế quyết định 367 của Thủ tướng. Chuyện thật mà ai nghe cũng phải giật mình. Quyết định của thành phố thay thế quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ có Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới dám làm ra điều phi lý ngược đời đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Hải, Quân, Đua đã từng là liên minh trong quá khứ. Vì sao không ai dám hé răng tố giác việc làm sai trái nghiêm trọng này của ông Đua? Vì lúc bấy giờ, ông Lê Thanh Hải là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Đua chỉ là thuộc cấp. Nếu ai biết rõ Lê Thanh Hải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch như thế nào thì sẽ rõ vì sao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dám làm những chuyện kinh thiên động địa. Một cái chữ ký đem lại cho nhóm lợi ích hàng ngàn tỷ đồng bất chính thì cả bộ sậu chân rết của Lê Thanh Hải liều lĩnh là điều dễ hiểu. Lẽ phàm đa kim ngân phá luật lệ xưa này đã trở thành quy luật. Lê Thanh Hải nắm tay che cả bầu trời. Vì thế mới có chuyện không tìm ra tấm bản đồ 1/5000 kèm theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ ký vào năm 1996. Liên minh nổi chiến với liên minh ngầm, ai sẽ thắng là câu hỏi được đặt ra. Vấn đề bây giờ là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua cần phải biết luật chơi và biết cách đối phó. Với ba con người này đã từng liên minh gây lên nỗi oan cho dân Thủ Thiêm suốt 20 năm qua mà chưa bị truy tố, hiện giờ khó mà liên minh Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Văn Nên phá được. Rất có thể những người này mua đứt những luật sư giỏi nghiên cứu hồ sơ và đưa ra những chiến thuật đối phó
để ba ông này thực hiện. Điều cần biết là lực lượng công an điều tra là lực lượng mà ba ông Lê Thanh Hải, Lê Hồng Quân và Nguyễn Văn Đua có thể mua được. Người quen của ba ông này làm quan chức lớn trong công an thành phố Hồ Chí Minh không phải là ít. Đây là hình ảnh thế lực ngầm của ông Lê Thanh Hải còn mạnh hay không. Những thủ thuật mua chuộc và lôi kéo phe cánh nhằm liên minh lại đối phó với nhóm lợi ích khác thì ba ông này là được cho rằng là bậc thầy. Ấy là chưa nói đến những người quen của ba ông này hiện giờ vẫn đang ở trung ương. Thật sự không ai có thể liệt kê hết chân rết mà ba ông này liên kết. Tuy nhiên cho đến nay đã 6 năm mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa làm gì được thì tất cả ba người họ đều không phải là thanh củi dễ đốn. Kết quả ai thắng ai thua vẫn còn ở phía trước. Và cuộc chiến trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ có điểm dừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 3 năm 2021 với bản tin Lê Thanh Hải lập liên minh chống đỡ nhóm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.